bộ công thương cho biết đang nghiên cứu một số giải pháp để quản lý giám sát bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử trong đó bộ công thương dự kiến bổ sung quy định xác thực tài khoản người bán cá nhân và cung cấp thông tin trên các website ứng dụng thương mại điện tử cùng với đó quản lý giám sát giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử dự kiến sẽ phân cấp quyền cho các địa phương trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian hỗ trợ như logistics isp dịch vụ tiếp thị liên kết quản lý mạng xã hội có hoạt động thương mại điện tử cũng được xem xét bổ sung giới chuyên môn cho rằng quy định này giúp ngăn ngừa rủi ro cho khách hàng nhưng cũng không làm khó các doanh nghiệp cá nhân kinh doanh chân chính song quá trình xác định danh tính cần có sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn truyền thông công an